Hello, thân chào tất cả các anh chị. Mình là Thắng Đẳng đến từ Mỹ, Oregon, ở Portland, Oregon. Hôm nay Thắng may mắn được chia sẻ với các anh chị một cách kinh doanh để làm sao mà mình vừa có tiền vừa có thời gian. Trong truyền thống thì hiếm khi, rất là hiếm khi người nào vừa có tiền vừa có thời gian được, phải không ạ? Chính bản thân Thắng là hồi xưa, Thắng qua Mỹ từ năm 92, lúc đó 10 tuổi. Và lớn lên thì đi học, rồi theo những người xung quanh đều nói là học cho giỏi, cố gắng lên học cho giỏi. Học cho giỏi để làm gì? Học cho giỏi để mình đi đại học, rồi đại học lại học cho giỏi, cố gắng lên đừng có ăn chơi quá, hãy lo mà học. Rồi học cho giỏi để làm gì? Để ra ngoài có bằng cấp để mà kiếm việc làm. Và mình làm theo điều đó và sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết để mà đạt được những điều đó. Cho nên khi Thắng ra trường, Thắng làm kỹ sư, Thắng làm software, học computer science, ra làm software, làm về phần mềm. Và sau 2-3 năm đi làm thấy ủa rồi sao nữa, bây giờ bước kế tiếp là sao nữa. Và khi mà đương nhiên khi đi làm, mới ra làm thì rất là phấn khởi, nhưng mà sau 2-3 năm đó, bước kế tiếp là sao nữa thì mình bắt đầu tìm tòi nó. Bây giờ cuộc sống của mình muốn cái gì, mình cần bước gì, bước kế tiếp. Trong thời gian đó thì Thắng lại hướng về, nếu mà mình có nhìn thấy những người mà có tiền có thời gian toàn là những người kinh doanh, mình có cách nào đó mình kinh doanh đó thì có thể là cuộc sống nó tốt hơn chăng. Cho nên là tìm tòi, và sau đó Thắng lại học thêm cái bằng master về kỹ sư. Tại vì trong hãng Thắng muốn học qua bên kinh doanh đó, thì trong hãng lại nói cần phải có thêm một bằng master về kỹ sư trước khi cho Thắng học MBA. Cho nên Thắng lại học thêm một bằng master về kỹ sư. Và cuối cùng là nó ủa rồi học thêm cái bằng của công việc cũng vậy à. Nó thay đổi tí xíu, nó cho mình nhiều cơ hội tí xíu, nhưng mà nó vẫn tương tự. Và đó là câu chuyện của 10 năm về trước. Và 8 năm mấy về trước thì Thắng được tìm hiểu tới cơ hội kinh doanh này, và ngày hôm nay sẽ chia sẻ trao đổi với các anh chị. Và đối với Thắng đó thì Thắng may mắn là bây giờ sau 8 năm kinh doanh với cơ hội này thì bây giờ gia đình Thắng đó, đây là gia đình của Thắng đây. Đây là Đan Thi, đây là Đức Tín, đây là Đan Thanh, gia đình DT. Okay. Và qua cơ hội kinh doanh này đó, qua cái công việc này thì thay vì Thắng làm kỹ sư thì Thắng làm công việc này. Và bây giờ làm công việc này thì Thắng may mắn là Thắng được đi đi chơi rất là nhiều, đi khắp nơi, và được có những cái thời gian với con cái mình nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì các anh chị đã được một người nào đó mời vào trong cái nhóm này để mà tìm hiểu cơ hội kinh doanh này, hoặc là một ai đó gửi cái link này cho anh chị để các anh chị tìm hiểu. Thì đây trong vòng 25-30 phút, hy vọng là anh chị sẽ mở lòng để tìm hiểu nó là cái gì, và nếu thích hợp thì chúng ta sẽ tiến xa hơn, chúng ta bắt đầu có thể kinh doanh chung được. Ok. Và trong cuộc sống nữa các anh chị, Thắng muốn nó có nhiều khía cạnh về cuộc sống của mình. Vậy thì Thắng muốn hỏi anh chị là những giấc mơ của anh chị là gì, những cái giấc mơ của mình là gì, và những công việc hiện tại nó có giúp mình đạt được giấc mơ không? Nếu không đó thì cái công việc này Thắng sẽ giới thiệu đây, làm sao nó có thể đạt được giấc mơ cho anh chị. Có nhiều người không biết, cái gì ở đây có ai có giấc mơ là có thêm tiền không ạ, thêm tài chính nè, hay là có được tự do tài chính, hay là các anh chị muốn có công ty riêng, hoặc là có tự do về thời gian. Thắng nghĩ cái này quan trọng nhất nè. Có nhiều người ở thế giới bây giờ có nhiều cơ hội lắm, và nhiều người có rất nhiều tiền, họ có rất nhiều tiền nhưng mà về thời gian thì rất là khó. Cho dù ai cũng có 24 tiếng nhưng mà có những người có thể đi chơi golf cả ngày, đi chơi với gia đình cả ngày, còn có những người là tất bật làm 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng không. Ai muốn về hưu sớm ạ? Ai muốn về hưu sớm bấm số 1 nha. Ok. Ai muốn phát triển bản thân, đương nhiên là giúp đỡ người khác, thì lúc nào có cơ hội thì tất cả mọi người đều mở lòng để muốn giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Và ai muốn có thêm những cái mối chất lượng, mối quan hệ chất lượng, và muốn có con cái được lớn lên trong một cái văn hóa tuyệt vời, và đặc biệt là muốn để lại một cái gì đó cho con cái, để lại một cái gì đó cho đời. Có nhà đẹp, thích đi du lịch, cái này chắc là mọi người thích này. Ai thích đi du lịch vòng quanh thế giới bấm số 2 ạ. Cái du lịch vòng quanh thế giới, bản thân Thắng thì hầu như tất cả những cái này thì mình đều muốn. Và đương nhiên làm kỹ sư hồi xưa thì đâu có được, cho nên mình phải có cái công việc, cái cơ hội nào khác, đúng không? Và ngày hôm nay Thắng giới thiệu cái đó cho anh chị. Đương nhiên Thắng cái này hồi xưa khi mà Thắng làm kỹ sư thì không học được cái này, cho tới khi một lần Thắng đọc một cuốn sách, nó đọc cuốn sách nó là Cha giàu cha nghèo, Rich Dad Poor Dad, và cuốn sách này là của Robert Kiyosaki. Và trong đó Thắng học được một cái điều, Thắng học được về một cái bản đồ, nó gọi là the Four Quadrant, kim tứ đồ. Cái này hồi xưa giờ không biết tại sao không ai chỉ mình à. Mình đi học 12 năm, 13 năm đúng không? Xong rồi thêm 4 năm đại học, rồi thêm 2 năm lấy cái bằng thạc sĩ nữa, mà không ai chỉ mình cái này.
Mọi người đều chỉ cho mình làm sao đọc viết, học những cái kỹ năng để mình đi làm công cho người khác. Và tới khi mình học được cái này, tháng nào được cái này, tháng nào ủa, không lẽ hồi xưa giờ mình học cái điều rất là quan trọng này mình lại sót đi, mình lại thiếu đi, thì mình biết là thế giới quá rộng lớn và mình chẳng biết cái gì. Và cái kim tứ đồ này nó nói về bốn nhóm người các anh chị trong cuộc sống này, bốn nhóm người. Và cái nhóm thứ nhất là những người đi làm công. Ví dụ Thắng hồi xưa Thắng làm kỹ sư là đi làm công, không cần biết Thắng giỏi cách mấy. Thậm chí lúc mà Thắng tìm hiểu coi là mình nên đi về hướng nào nữa đó, thì Thắng đi phỏng vấn những người mà Vice President, Director của những cái người trong kỹ sư đó, nói là bây giờ mình muốn đi về hướng đó thì sau này tương lai mình sẽ như thế nào đó. Và những người đó nó toàn là 50 mấy, 60 mấy tuổi. Và Thắng nói thật sự tôi rất là ngưỡng mộ ông, nhưng mà tôi không có muốn 50 mấy, 60 mấy tuổi tôi vẫn ngồi đây và sáng ra chiều về. Cho dù các anh chị có làm tới Vice President của một cái công ty, giám đốc của một công ty, phó giám đốc hay là trưởng phòng vân vân, hoặc là các anh chị có làm bác sĩ, luật sư, kỹ sư, những người đó đi làm công cho người khác, thì ở đây khi mà mình đi làm công cho người khác là mình bỏ thời gian ra, mình bán cái thời gian, bán chất xám của mình để kiếm được đồng tiền. Còn nhóm thứ hai đó là những người tự làm chủ. Những người này thì chịu khó hơn nữa, thay vì làm cho người ta 8 tiếng, 10 tiếng một ngày đó, thì những người này làm cho mình, mở một cái công việc ra, mở một cái tiệm ra, mở một cái nhà hàng ra, và mình làm cho mình. Và làm cho mình ở đây thì chắc là 12 tiếng một ngày, và tuần 6 ngày, 7 ngày, thay vì chỉ có làm 5 ngày. Cho nên người này thì tự mua cho mình cái công việc làm. Cái nhóm thứ ba đó là những người mà có cái doanh nghiệp lớn, có hệ thống làm việc, thay vì họ phải ngồi đó họ làm giống như những người trong có những cái doanh nghiệp nhỏ, thì đây là những cái doanh nghiệp lớn mà có hệ thống hẳn hoi. Còn cái nhóm thứ tư là những người có tiền, họ là những người mà tiền đẻ ra tiền, họ có nhiều tiền thì đầu tư chỗ này chỗ khác, thì họ không làm gì hết tiền nó vẫn tiếp tục tới. Vậy thì bây giờ xin hỏi đó, các anh chị chúng ta đang nằm trong nhóm nào? Điều đặc biệt đó là những người trong nhóm này, những người mà làm công hoặc là những người mở cái tiệm ra cho mình, thì đương nhiên là mở tiệm có nhân viên, nhưng mà nếu mình không có mặt ở đó thì công việc không thành đó. Thì trong nhóm này, hai nhóm này này, là những người này phải bỏ cái công sức ra mới có được đồng tiền. Thậm chí mà hồi xưa Thắng đi làm công, Thắng đương nhiên có vacation, có những ngày nghỉ, nhưng mà ngoài những ngày đó ra, có những cái ngày nghỉ của mình đó, mình vẫn phải xin, chứ không phải là tự động muốn nghỉ thì nghỉ, mình vẫn phải xin sếp của mình. Và khi mà mình có cái kinh doanh, có nhiều người có kinh doanh riêng đó, thì Thắng nói, Thắng có nhiều người Thắng hỏi lắm, nếu mà anh chị đi 2 tháng rồi bỏ cái tiệm của anh chị 2 tháng thì chuyện gì xảy ra? Họ nói là không cần 2 tháng đâu, 2 tuần thì có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi. Cho nên mình phải bỏ cái thời gian trong đó. Và đây là cái thường gọi là đi làm công hoặc là làm kinh doanh truyền thống. Và những cái này là mình phải bỏ thời gian ra. Và khi mà mình có những cái nhu cầu trong cuộc sống như là con cái, gia đình, đi du lịch, đi làm cái này, đi làm cái khác, thì mình lại kẹt cứng trong này, mình làm không được. Còn cái nhóm bên này đó, họ vừa dùng tiền và họ vừa dùng thời gian để đẻ ra tiền. Và ở đây đó, khi mà họ dùng thời gian, họ xây dựng một cái hệ thống rồi, và khi hệ thống hẳn hoi thì họ rút cái thời gian ra, thì họ vẫn có tiền. Và tiền bạc nó đều đặn nó tới. Và khi họ rút thời gian ra, họ không làm nữa, thì họ có thời gian cho gia đình, cho con cái, cho đi du lịch, và họ vẫn có tiền. Còn ở đây đương nhiên là họ bỏ tiền ra thôi, đúng không? Và bây giờ nếu các anh chị đang nằm bên này đó, thì các anh chị có muốn chuyển qua bên này không ạ? Ngày hôm nay Thắng giới thiệu cho các anh chị làm sao mình chuyển qua bên này. Okay. Rồi. Vậy thì bây giờ bắt đầu từ đâu? Ông bà xưa giờ luôn luôn nói là phi thương bất phú. Vậy thì mình bắt đầu từ đâu? Phi thương bất phú. Cho nên là làm công thì không bao giờ giàu được, không cần biết các anh chị giỏi cách mấy, không bao giờ giàu được. Cho dù anh chị là luật sư giỏi nhất, cho dù là bác sĩ, cho dù là những người kỹ sư giỏi nhất, cho dù các anh chị là những người cần cù nhất, những con ong làm việc từ sáng tới tối, thậm chí không biết có những người làm 2 job, 3 job, làm từ sáng tới 5-6 giờ chiều, xong buổi tối về lái Uber, rồi còn kiếm thêm cái này, nhưng họ không khá được các anh chị. Không phải là vì mình không giỏi, không phải là vì mình không thông minh, cũng không phải là mình không có cố gắng, nhưng mà mình dùng cái phương tiện nó không có đúng. Tại vì làm công cả đời sẽ không kiếm được tiền nhiều, hoặc là tự mở một cái kinh doanh ra cho mình mà mình phải tất bật làm cả ngày đó, thì mình không bao giờ giàu được. Mình bỏ qua quá nhiều công sức trong đó. Cho nên ông bà nói đúng, phi thương bất phú. Nhưng mà bắt đầu từ đâu các anh chị này? Ở đây đó, đương nhiên để mà làm việc bất cứ một cái công việc nào mà mình, một là mình tự ra mình làm hết. Làm hết thì mình kẹt cứng, mình không có thời gian. Cái thứ hai đó là mình tận dụng một cái hệ thống có sẵn, một cái công ty có sẵn, và dùng cái quan hệ đó, dùng những cái đó mà mình
dùng được, nó gọi là luật đòn bẩy, và mình hỗ trợ cho nhau đó, thì mình không có cần phải mất 100% công sức của mình, mà mình dùng 1% công sức của mình và 1% công sức của cả cái công ty, cả hệ thống đó, đúng không? Và từ đó, đó thì chúng ta biết được là làm sao chúng ta kinh doanh. Thì trong này hôm nay Thắng giới thiệu với chị đầu tiên đó, kinh doanh thì mình phải biết xu hướng gì đang hot bây giờ, rồi phải biết cái công nghệ, mình có công nghệ, có công ty ở phía sau bảo đảm được cho mình cái sự thành công của mình này, rồi có thu nhập phải có đủ lớn cho chúng ta và phải đúng thời điểm. Thì cái năm cái điểm này là năm điểm quan trọng trong kinh doanh. Nếu mà không có một trong năm điểm này thì rất khó mà chúng ta thành công được. Ví dụ tất cả đều tốt mà hoa hồng không tốt thì chẳng đáng để chúng ta làm. Tất cả những cái này đều tốt mà không đúng xu hướng thì chúng ta cũng không làm được. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh chị tới từng phần này. Đầu tiên xu hướng. Bây giờ trên thế giới mọi người đều muốn có sức khỏe và có sắc đẹp, đúng không ạ? Mọi người đều muốn, cho dù cả em bé 2 tuổi cho tới bà cụ 91 tuổi đều muốn khỏe và đẹp. Và khi mà mọi người đang muốn cái này thì chúng ta có cơ hội để kiếm rất nhiều tiền. Okay. Cái thứ hai đó là bây giờ con người không có muốn đi làm công ăn lương như hồi xưa nữa. Bây giờ nhiều người họ muốn có chất lượng cuộc sống, họ muốn có tiền và thời gian, và họ muốn có thời gian linh động, họ muốn nằm trên võng để làm thay vì là phải tới công sở để làm, họ muốn nằm ở bãi biển để làm, họ muốn ngồi trong quán cà phê để làm việc thay vì họ phải đi tới công xưởng, họ muốn ngồi ở nhà vừa coi con vừa làm việc, đi tới trường đón con, đang lúc chuẩn bị đón con thì vừa làm việc vừa chờ con. Cho nên đây là xu hướng của thế giới hiện tại. Nếu mình nắm bắt được cái xu hướng này thì mình có cơ hội kinh doanh rất lớn. Rồi nói về công nghệ đó, nói cái này nhìn vô thì khó hiểu, nhưng mà đây nó có một cái công nghệ đặc biệt, nó gọi là age lock. Age là tuổi, lock là khóa. Và cái age lock đó đó, các anh chị nè, cái này khi mà mình trẻ đó thì cái gen này là cái biểu hiện, cái gen của con người là vậy, nó xanh ở trên, nó xanh nhiều, dưới nó đỏ, đúng không? Còn khi mà mình về già đó thì những cái gen của mình nó bị yếu đi và nó bị thay đổi cái sắc thái, và biểu hiện của gen già là vậy, là trên này đỏ không, dưới nó xanh, trên đỏ, đỏ rất là nhiều. Và cái này là cái gen già. Khi mà cái gen mình già thì mình mất ngủ này, mình đau lưng này, mình nhức mỏi này, mình không có được linh động này, rồi tay xưa tay tay chân, rồi xương cốt nó không được thoải mái này, rồi da nó bắt đầu chảy xệ này, vết nhăn nó nhiều này, rồi thở hổn hển này, rồi mỡ nó nhiều này, vân vân. Đó là những cái biểu hiện của gen. Ok, cho nên với cái công nghệ X-Lock thì nó sẽ giúp mình thay đổi lại cái bộ gen già của mình, để mà nó thay đổi bộ gen thì không đúng, nhưng mà nó giúp cho mình thiết lập lại cái gen của mình, để cái gen của mình nhìn giống hơn. Nó không có hoàn toàn 100% như hồi trẻ được, nhưng mà nó sẽ tương tự, nó giống hơn. Và khi mà cái gen biểu hiện gen của mình nó trẻ trung hơn á thì mình sẽ khỏe mạnh hơn. Thế và đây là cái công nghệ về khoa học đây, X-Lock các anh chị. X-Lock là chìa khóa để cho chúng ta có thể kinh doanh được với cái công ty này. Và X-Lock họ đánh vào cái tận cái gốc của cái tế bào của mình, để giúp cho cái tế bào của mình nó mạnh khỏe hơn, chứ không phải là nói là mình bệnh thì uống thuốc ho, mình bệnh thì uống thuốc này, bệnh thì uống thuốc nọ đó. Cho nên là cái đặc biệt của cái này là tới tận gốc, khi mà mình chỉnh sửa tận gốc thì mình sẽ khỏe hơn. Okay. Rồi bây giờ đây là một vài cái thông tin về khoa học. Nếu các anh chị muốn tìm hiểu nhiều hơn khoa học thì hãy nói chuyện với người mà giới thiệu anh chị vào đây. Khi mà các anh chị hỏi họ đó, họ sẽ gửi thêm thông tin cho anh chị. Okay. Rồi đây là một số hình ảnh bác sĩ Tú ở Cali này, hình trước và sau, mình nhìn sự khác biệt giữa khuôn mặt của mình đây trong vòng 30 ngày, các chị mình nhìn thấy nhìn trẻ trung hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Có nhiều sự thay đổi. Sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sử dụng thì sự thay đổi tuyệt vời. Bản thân tháng hồi xưa tháng vậy này, tháng sau khi xài một cái bộ sản phẩm của công ty này gọi là TR90, và sau khi xài bộ sản phẩm đó thì bản thân mình cái quần của mình đó nó bớt 3 size quần, có nghĩa là mình ốm hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa mỏng lắm anh chị. Ngoài ra đó giống đây, giống anh này. Đây là anh Đức Vũ ở Cali. Đó, và sau khi xài cũng là bộ TR90 giống tháng đó, sau 3 tháng thì kết quả của anh tuyệt vời và da mặt của anh trẻ trung hơn rất là nhiều. Và chính bản thân Thắng đó các anh chị, chính bản thân Thắng sau thời gian sử dụng sản phẩm Age Lock này thì bản thân mình hồi xưa là cứ bệnh vặt một năm là 2-3 lần, nằm la liệt 3-4 ngày rồi phải xông, phải đi bác sĩ vân vân. Nhưng mà trong vòng 8 năm nay mình không bị nữa. Lâu lâu mình cảm thấy giống như đổi mùa, mình thấy bắt đầu có thể là mình bị cảm đó, nhưng mà sau một đêm ngủ thì mình ok, tại vì nhờ những sản phẩm này. Okay. Và đây đương nhiên
chúng ta có những cái kinh doanh đó thì chúng ta cần phải có những chiến lược, và chúng trong đội nhóm của Thắng có những cái chiến lược để mà nhân rộng cho những thị trường. Thì Thắng có sinh hoạt và kinh doanh trên những người ở thị trường châu Âu, rồi thị trường Mỹ, rồi thị trường Canada, rồi có cái chiến lược này cho thị trường Úc và Việt Nam, rồi ở bên Nhật cũng có. Cho nên là thì Thắng có những chiến lược để sinh hoạt để làm sao cho chúng ta có thể phát triển kinh doanh tốt hơn. Và trong những chiến lược này đó thì nó gọi là chiến lược Platinum Run đó, thì nó có những cái bộ sản phẩm. Thay vì các anh chị vào trong công ty mua, công ty có 500-600 sản phẩm ở trên toàn 55 cái thị trường, và thay vì các anh chị mua hết tất cả sản phẩm này về xài đó, mình không biết mình xài những cái nào, thì đội nhóm từ Thắng, những người kinh doanh chung, đề nghị anh chị xài những cái bộ này để cho nó hiệu quả hơn, nó có kết quả tốt nhất, nhanh nhất cho các anh chị, và giúp cho các anh chị có thể kinh doanh đơn giản nhất. Nó có những cái bộ sản phẩm này. Cái bộ này là liên quan tới da, làm sao cho da mình đẹp, da mình sạch, và các anh các chị đều cần phải dùng. Bộ này liên quan tới sức khỏe, bộ Pharmanex, và bộ này liên quan tới những sản phẩm mình thay thế trong nhà, từ xà bông gội đầu, xà bông tắm, vân vân, đúng không? Và đấy. Rồi, cái chiến lược này gọi là Platinum Run 3. Okay. Và chiến lược này trong vòng 3 tháng các anh chị có thể kiếm khá nhiều tiền. Trong vòng 3 tháng nếu theo chính xác cái chiến lược này có thể kiếm tới 9.000 đô la. Okay. Và trong cái những cái sản phẩm, ba gói sản phẩm này thì có này, Lumi Spa, trong đó thì cái món rất đặc biệt là Essential Ultra, cái máy rửa mặt, và cái Essential Ultra tuyệt vời. Rồi cái bộ sản phẩm này nó là những cái sản phẩm xài hàng ngày đó, và trong đó thì có cái Soul Solution, một trong những cái, đây là một ví dụ thôi. Soul Solution là mình sức vào cái gót chân của mình á, là sau 1-2 tuần là nó sẽ láng bóng đẹp, okay, da hồng. Và đây là bộ sản phẩm về sức khỏe, cái này là cái Thắng xài hàng ngày. Thắng có người cậu xài, lúc đầu cậu xài nên còn thấy cậu xài bằng niềm tin cháu ấy, cho cậu chẳng có thấy gì hết, nhưng mà sau khi mà cậu xài đều đó thì cậu nói cái này bây giờ cậu mới thấy nó hay này, cậu thức dậy là bật dậy chứ không có phải là nằm la liệt đâu, dậy rất là dễ dàng và cả ngày có đầy năng lượng, và sức khỏe của cậu thấy thay đổi rất là nhiều, là bộ này. Rồi bây giờ công ty phía sau những sản phẩm này và phía sau cái kinh doanh này đó, các anh chị, là công ty New Skin, NU Skin nha. Và không biết các anh chị sao chứ Thắng khi đầu tiên Thắng nghe chữ New Skin, Thắng nói không xong rồi, da chữ skin là da, mà nói về da thì đàn ông con trai làm sao mà làm, tôi không làm đâu. Rồi sau đó thì người chị của Thắng mới nói là tìm hiểu đi, biết đâu được. Rồi mình cũng tìm hiểu, mình vô coi chút xíu nữa lại nói là ủa cái này sao mà cái công ty New Skin lên Google kiếm nó có những cái tai tiếng vậy ta. Và chị ấy mới nói tai tiếng thì cái nào mà không có, nói về ở Mỹ này ngành nail rất là nhiều này, có nghe ngành nail có nhiều tiếng xấu không? Có. Vậy thì trong ngành nail có kiếm được tiền không? Có. Ngành nail có làm một công việc chính thức không? Có. Vậy thì tại sao lại nghe những tai tiếng? Và từ đó Thắng tìm hiểu thêm thì mới biết công ty New Skin là một công ty vô cùng uy tín, nó có trên thị trường ở trong 55 quốc gia. Hồi xưa Thắng còn nghĩ New Skin có thể là lừa gạt nữa kìa, và thậm chí là Thắng nghĩ là cái công ty này đang lợi dụng chị mình đó để lừa gạt mình. Nó không lẽ chị mình đi lừa gạt mình, nhưng mà chị mình cũng có thể là người bị lừa luôn. Và tới khi Thắng mới thấy 55 quốc gia, nếu nó lừa thì nó lừa chị mình được, lừa mình được, lừa một số người ok đó, nhưng mà làm sao để nó lừa 55 cái chính phủ có giấy tờ sổ sách đàng hoàng, đưa sản phẩm, hàng lô sản phẩm đem qua thị trường của họ bày bán, mở công ty, mở ấy, tụi nó không thể nào mà hối lộ đến 55 cái quốc gia làm được cái điều đó hết. Cho nên lúc đó Thắng mới bắt đầu tin công ty New Skin nó tốt hơn mình tưởng. Ngoài ra đó thì nó có cái thu nhập, doanh thu của nó là 2.7 tỷ trong năm ngoái, 2 tỷ mấy, thì nói ủa công ty 2 tỷ mấy lừa gạt thì không thể nào mà lừa gạt nhiều như vậy đâu, tại vì lừa tới vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu đô la là bắt đầu bị tóm cổ rồi. Và không những vậy đó, họ còn làm công việc này từ 30 mấy năm qua, từ năm 84 tới giờ, và có họ có trên thị trường chứng khoán. Thì khi mà trên thị trường chứng khoán đó thì cái chính phủ Mỹ đó, SEC đó, họ kiểm chứng rất là kỹ, và mỗi tháng mỗi quý là phải thông báo lên con số, rồi là có những công ty khác họ vô họ kiểm chứng vân vân, nó có phải làm việc rất là kỹ, còn nếu không là tóm cổ ạ. Cho nên khi Thắng tìm hiểu những cái đó thì Thắng mới có công ty New Skin là một công ty rất đáng tin tưởng. Không những vậy, hồi xưa Thắng hay đọc cái Forbes Magazine, Thắng hay đọc về cái này, về những công ty lắm, và Forbes Magazine liệt kê công ty New Skin là một trong 100 công ty đáng tin tưởng nhất để làm việc. Cho nên nó trời, 100 công ty đáng tin tưởng nhất thì quá tuyệt vời.
Và lúc đó thì tìm hiểu thêm thì thấy công ty có nhiều cái phần thưởng rất là tuyệt vời, cho nên là lúc đó cái niềm tin Thắng với công ty, và Thắng đã tới cái nhà kho của công ty và thấy được những sản phẩm họ bày, họ bỏ lên đây, họ để họ gửi đi những cái quốc gia khác để mà bày bán, cho nên là phải nói là tuyệt vời. Và may mắn cho mình đó là công ty New Skin không có bán qua những cái cửa hàng, họ không có đem sản phẩm ra bán ngoài tiệm Macy's hay là ra ngoài những cái cửa hàng để họ bày bán như vậy. Vì như vậy cho nên công ty cần kiếm những nhà phân phối, và đó là chúng ta may mắn vì công ty chọn cái mô hình là kiếm nhà phân phối như vậy, thì chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể đi phân phối những sản phẩm này. Ok, thêm một tí xíu nữa. Thêm một tí xíu nữa là chương trình này. Ok, đây là chương trình từ thiện của công ty. Nhà sáng lập của công ty khi mà họ qua bên Phi Châu, họ thấy là cứ mỗi 6 giây là có một em bé chết vì suy dinh dưỡng, cho nên họ về nói công ty New Skin phải làm cái gì về việc này. Và từ đó thì công ty New Skin mới bỏ ra nghiên cứu và họ mua lại những cái khoa học để làm sao kiếm được những cái bịch gọi là Vitamil để đưa qua nó giúp những em này. Mỗi bịch như vậy đó có thể giúp cho một em họ đầy đủ dinh dưỡng để sống trong vòng 30 ngày, mỗi bịch như vậy. Và mình có quyền, mình có thể mua những cái bộ này, những cái sản phẩm này. Công ty sẽ gửi, công ty sẽ lo những cái chi phí luôn. Họ đưa cái này qua tới Phi Châu và để đưa cho những em nhỏ đó. Và có một số sản phẩm này cũng có được đem tới một số quốc gia khác chứ không phải Phi Châu không. Ngoài ra đó thì công ty còn làm những cái chương trình quỹ mổ tim cho những thị trường ở Đông Nam Á, giống có Việt Nam trong đó có nữa. Và công ty còn làm nhiều chương trình từ thiện. Và đây là một trong những cái điểm tuyệt vời của văn hóa New Skin, là không những là nói về tiền bạc, nói kinh doanh thì phải có tiền bạc, nhưng mà công ty có một cái lòng nhân ái tuyệt vời. Okay. Và cho tới nay đó thì công ty New Skin đã cho đi, công ty cùng với những nhà phân phối và khách hàng đã cho trên 600 triệu bữa ăn dinh dưỡng cho các em nhỏ ở khắp nơi. Trên 600 triệu bữa ăn các anh chị nha. Trên thế giới này không có cái tập đoàn nào, cũng không có cái hội đoàn nào mà có thể đã donate, đã ủng hộ trên 600 triệu bữa ăn cho những em bé suy dinh dưỡng. Và trong đó thì đội nhóm sinh hoạt của chúng ta gọi là đội nhóm Gift cũng đã có một phần để đóng góp vào trong đó. Ok, chúng ta cũng đã có những cái lúc mà chúng ta làm những cái này những cái khác, có những người Việt Nam chúng ta rất là rộng rãi và chúng ta đã đóng góp khá nhiều cho chương trình đó. Quỹ mổ tim ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Okay. Và nói kinh doanh đó các anh chị nhớ nè, kinh doanh New Skin là đúng thời điểm bây giờ, khỏe trẻ đẹp ai cũng muốn. Rồi ngoài ra đó, họ muốn có thời gian linh động, và với những sản phẩm tuyệt vời, với công ty vững chắc như vậy thì phải có tiền mình mới làm được. Và đương nhiên đó, tiền đó, tất cả mọi người bắt đầu từ con số zero. Thắng thích, rất thích cái này. Mọi người đều bắt đầu từ con số zero, không cần biết trước đây anh là triệu phú, hay là anh là một người mẹ bỉm sữa nhà, hoặc là anh là một người mà không qua công an việc làm, thậm chí công ty cũng không có cần biết anh đã vô tù hay chưa. Những cái đó công ty không cần biết. Không cần biết anh có bằng cấp, có bằng đại học, hay là có biết tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng gì, nó không quan tâm. Công ty chỉ nói là bạn làm việc thì chúng tôi cùng đồng hành với bạn, bạn làm A thì chúng tôi làm B, vậy thôi. Cho nên là mọi người bắt đầu từ zero, nó công bằng vô cùng. Nó cho cơ hội một người tầm thường, một người bình thường có thể kiếm được tiền triệu, cũng như cho cơ hội một người kiếm tiền triệu họ bước vào đây để họ có thể mở rộng cái kinh doanh lớn hơn. Cho nên cơ hội này dành cho tất cả mọi người. Mọi người có giấc mơ nhé. Và trong kinh doanh này đó, bước đầu tiên là mình trở thành quản trị viên, brand representative, thì trung bình những người quản trị viên kiếm được khoảng 480 một tháng, 480 đô la Mỹ một tháng. Rồi khi mình có hai người, mình giúp được một người trở thành quản trị viên thì mình trở thành gold, thì mình kiếm được khoảng 900 một tháng. Giúp được cho hai hoặc ba người đó mình trở thành lapis. Nó có những cái cấp bậc để mà định đoạt được, và người lapis trung bình họ kiếm được 1,5 triệu. Khi mình có được 4 người, mình giúp cho 4 người trở thành quản trị viên, có nghĩa là 4 người cam kết cùng đồng hành với mình, cùng phấn đấu, cùng làm việc với mình đó, và họ trở thành quản trị viên đó, thì mình sẽ có được trung bình là 2,800 2,700, mình gọi là ruby. Okay. Và mình cứ tiếp tục đi lên như vậy đó, mình giúp cho hệ thống của mình lớn mạnh hơn thì mình trở thành emerald, mình kiếm được khoảng 5,000 một tháng. Rồi tới diamond, 9,000 một tháng, blue diamond, và cuối cùng là team elite. Hiện tại trong đội ngũ Việt Nam chúng ta đã có khá nhiều team elite và blue diamond. Đương nhiên diamond, emerald, ruby, lapis, những cái này thì rất là nhiều trong người Việt ở khắp nơi. Cho nên nếu mà người Việt Nam mà ở đâu có tiền thì có người Việt, đúng không? Và để con cặp này,
Đây nè, đây là lý do tại sao Thắng tham gia làm việc với New Skin. Con chào mọi người. Chào mọi người. Okay. Con chào bà thị sự. Rồi, đây là cái lý do mà tại sao Thắng làm việc với New Skin, đó là để mình có thể ở nhà với con và mình có thể làm việc ở bất cứ lúc nào với con. Ok, cho nên là đây, và đây là cái thu nhập trung bình của những người trong công ty như vậy. Và đương nhiên đó, các anh chị nhìn vào trong cái này. Sorry các anh chị, con của mình nó dễ thương, nó muốn giúp mình. Okay. Con của Thắng muốn giúp và mất luôn màn ảnh. Ok. Và đương nhiên đó, trong cái này mình nhìn thấy những cái này này, mình chọn mình muốn nằm con số nào. Các anh chị muốn kiếm 40 ngàn một tháng, 50 ngàn một tháng, các anh chị có thể. Hoặc là các anh chị muốn 400, 500, 1 ngàn một tháng, các anh chị cũng có thể. Ok. Và trong công việc này đó, thu nhập nó được tới như vậy nè. Khi các anh chị bắt đầu, mình là một nhà phân phối và mình sẽ được hưởng thu nhập đó là từ cái mình bán lẻ thì mình sẽ kiếm được cái tiền. Ví dụ mình mua sỉ, mình là nhà phân phối, mình mua sỉ, mình bán lẻ ra thì mình kiếm được cái sự chênh lệch đó. Ngoài ra đó, mình sẽ được từ 5-15% tiền gọi là sharing bonus, tiền chia sẻ cho từng sản phẩm này. Và mình có cơ hội để trở thành quản trị viên. Khi mình trở thành quản trị viên có nghĩa là mình có tới tổng cộng là 6.000 điểm đó. Họ tính điểm là tại vì thay vì tính tiền đó, họ tính điểm đó là tại vì thị trường Việt Nam có số điểm khác nhau, có số tiền khác, rồi Mỹ có số tiền khác, rồi châu Âu có số tiền khác, thì số điểm sẽ là một cái gì đó chung để cho mình có thể dễ tính được. Và khi mình có được 6.000 điểm thì mình trở thành quản trị viên. Khi mình là nhà phân phối đó, thì trung bình mình có thể kiếm được hàng trăm đồng mỗi tháng. Và thậm chí cái phần mà chia sẻ phần này, Thắng thấy những người kiếm được 700, 800, 1.000 đồng rất là đơn giản, bằng cách là xài sản phẩm và chia sẻ cho người khác. Rồi cách thứ hai đó, mình bước thêm bước nữa đó, mình trở thành quản trị viên. Quản trị viên đó thì mình bắt đầu kiếm được từ 5-40% của thu nhập của toàn cái nhóm của mình. Là ở đây mỗi nó tính theo từng khối, okay? Và từ 5-40% của cái tổng số thu nhập của đội nhóm mình. Và ở đây chúng ta có thể kiếm tiền hàng ngàn đô. Và Thắng cũng đã thấy trong này, trong cái nhóm này này, quản trị viên, có những quản trị viên chưa có lên tới Gold Lab hết gì nhá, chỉ là quản trị viên mà Thắng đã thấy có người kiếm được tới 8.000, 10.000 đồng một tháng. Okay. Và nếu mà các anh chị muốn kiếm 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 thì các anh chị có thể nằm ở đây. Và đương nhiên các anh chị muốn có thời gian nhiều hơn, có tiền nhiều hơn thì các anh chị bước tới cái bước lãnh đạo. Lãnh đạo thì lúc mà các anh chị trở thành Gold là giúp cho một người, Lapis là giúp cho 2 hoặc 3 người, Ruby là 4 người. Rồi khi mà các anh chị có được cái đội ngũ như vậy nè, thì các anh chị trở thành những người lãnh đạo. Lãnh đạo không phải là đứng lên rồi thuyết trình nói chuyện, lãnh đạo là những người giúp cho người khác có được kết quả. Và khi mà các anh chị có được hệ thống như vậy đó, thì các anh chị có thể kiếm được hàng chục ngàn đô la. Thậm chí có những người trong New Skin kiếm được hàng trăm ngàn đô la mỗi tháng. Và ở đây, khi mà các anh chị kiếm được 10.000 đô la, 20.000 đô la, hoặc là thậm chí 5.000 đô la, ở đây nó có là cái đồng tiền này là đồng tiền chất lượng. Có nghĩa là đồng tiền này các anh chị có thể ngồi ở nhà qua điện thoại mà làm việc được. Các anh chị có thể ngồi ở ngoài quán cà phê mà làm việc được. Các anh chị có thể vừa chờ con đi học về, lúc đó các anh chị vẫn làm việc được. Các anh chị có thể vừa bệnh mà các anh chị nằm ở nhà vẫn làm việc được. Hồi xưa bệnh là mất hết giờ đúng không? Còn bây giờ, hoặc là các anh chị có thể bận rộn công việc gì đó, các anh chị vừa làm, vừa đi chơi và vừa làm việc được. Hoặc là các anh chị đang vừa tưới cây vừa làm việc được. Và các anh chị có thể học hỏi trên mạng, qua điện thoại, miễn sao mình có cái điện thoại, mình có internet, đi khắp nơi mình có thể làm việc được. Cho nên là công việc này, nó cái đồng tiền này nó chất lượng hơn là công việc hồi xưa Thắng làm kỹ sư là vô hãng, không vô hãng là không có tiền. Okay. Rồi. Bây giờ đây. Và đặc biệt á, cái công ty New Skin đó là công ty trả thưởng cao nhất so với những công ty mà có trên thị trường chứng khoán. Trả thưởng cao nhất so với các công ty bán hàng trực tiếp. Okay. Trả thưởng mức thưởng cao nhất. Và cho tới bây giờ thì công ty có trên 1.600 người có thu nhập trên 1 triệu đô la. Và trong đó có một số người Việt Nam. Rất là hãnh diện vì người Việt Nam chúng ta mới tham gia mới về trong những năm nay thôi. Và chúng ta đã có 9 người trong cái câu lạc bộ triệu đô rồi. Và từ từ chúng ta sẽ có những người nằm trong câu lạc bộ này. Quan trọng là những người đó có phải là anh chị hay không thôi. Có nhiều khi anh chị nói trời xa vời quá, nhưng mà các anh chị biết không, cái gì vậy, vạn sự khởi đầu nan đúng không? Nhưng mà cái hành trình á, vạn dặm đều bắt đầu từ một bước. Cho nên quan trọng ngày hôm nay các anh chị hãy cho mình cơ hội để bước cái bước đầu, thì tới những con số này nó sẽ tới với mình. Okay. Vậy thì vai trò của chúng ta là gì?
Công ty Lưu Xuyên có hàng trăm sản phẩm khắp nơi. Trên thế giới có cả tỷ người đang cần tới nó. Cái công việc của chúng ta để kiếm được những đồng tiền 100, 1.000, 10.000, 20.000 đô la đó một tháng đó, thì chúng ta làm nhịp cầu nối kết giữa những người khách hàng này với công ty Nu Skin. Khi chúng ta nối kết được, người khách hàng này sẽ mua sản phẩm từ Nu Skin. Nu Skin sẽ lo hết giấy tờ sổ sách, họ gửi sản phẩm cho khách hàng và cái tiền lời chúng ta sẽ được nhận. Thay vì công ty mở cửa hàng khắp nơi, khi mà mở cửa hàng khắp nơi thì chi phí rồi là nhân viên, đèn, điện rất là nhiều. Thay vì những chi phí đó thì công ty sẽ chia cái tiền lời đó cho chúng ta, đúng không? Và thay vì công ty đưa ra những cái cửa tiệm như là Walgreens, Walmart hay là những cái đó để mở đó, để mà bày bán trong đó đó, thì bày bán trong đó, ví dụ một sản phẩm các anh chị mua trong đó 100 đồng đó, thì cái công ty đó họ mua lại từ Nu Skin cùng lắm là 40 đồng chứ nhiêu. Có nhiều lúc họ hạ giá 70% mà họ còn lời cơ mà. Cho nên là thật sự cái sản phẩm mà mua trong đó đó, bao nhiêu cái chi phí đó, còn lúc mình mua thẳng từ công ty thì cái chi phí nó giảm đi. Và cái tiền lời đó, cái tiền nó thay vì mà cứ đưa cho những công ty đó đó, thì công ty lại chia ra cho những người nhà phân phối cho chúng ta. Và chúng ta làm việc, mình làm cầu nối giữa công ty Lưu Xuyên và khách hàng trên toàn thế giới. Đó là cái công việc chính của chúng ta. Còn làm việc như thế nào đó, thì các anh chị có 4 bước hành trình với Lưu Xuyên. Bước đầu tiên đó, chúng ta xài sản phẩm rồi chia sẻ những cái kết quả của sản phẩm này. Bước thứ hai đó, chúng ta xây dựng cái đội nhóm. Và bước thứ ba đó là chúng ta hướng dẫn đội ngũ của chúng ta. Okay. Đương nhiên trong này tháng năm 4 bước đó là tại vì bước đầu tiên là đương nhiên chúng ta phải bắt đầu xài sản phẩm, đúng không? Xài sản phẩm rồi là chúng ta mới chia sẻ được, chia sẻ, xây dựng và hướng dẫn đội nhóm mình, thì mình bắt đầu có đội nhóm lớn thì mình trở thành lãnh đạo này. Và khi mà làm công việc này đó, các anh chị không làm một mình, có nhiều khi nói rồi tôi đâu có biết xây dựng đội nhóm, tôi đâu có biết hướng dẫn đội nhóm làm cái gì, tôi thậm chí chia sẻ sản phẩm tôi chưa chia sẻ gì với ai nữa. Các anh chị không cần phải giỏi để bắt đầu, nhưng mà các anh chị hãy bắt đầu rồi cái đội nhóm gift sẽ hướng dẫn anh chị, công ty Nuskin sẽ hướng dẫn anh chị. Từ đang có những cái video hướng dẫn giống như vậy nè, rồi có những cái bài học, có những cái chia sẻ mà các anh chị có thể ngồi ở nhà mà học, rồi từ đang có những sự kiện để anh chị có thể tới tìm hiểu nhiều hơn ở khắp nơi, thì các anh chị sẽ được hướng dẫn, chứ các anh chị đừng có ngại là mình không có biết. Okay. Cái kế tiếp mình bắt đầu như thế nào? Đăng ký mã số miễn phí. Ok. Đó là điều đầu tiên, các anh chị liên lạc với cái người mà chia sẻ cơ hội này cho anh chị. Liên lạc cái người mà gửi cái link cho anh chị coi cái video này, các anh chị nói là tôi muốn bắt đầu, cho tôi một cái mã số, làm ơn giúp cho tôi đăng ký một mã số. Anh chị đăng ký mã số miễn phí này, xong rồi anh chị trải nghiệm sản phẩm, các anh chị mua một số sản phẩm về xài, bất cứ những sản phẩm nào trong cái bộ PA3 hoặc những sản phẩm nào của Nu Skin, và các anh chị thay thế những sản phẩm trong nhà của mình bằng sản phẩm Nu Skin, xài có kết quả tốt thì mình dễ nói chuyện, đúng không? Rồi sau đó các anh chị hãy kêu gọi và kêu giới thiệu cho cơ hội này cho 4 người. Kêu 4 người đó coi video này thì 4 người đó cùng tham gia kinh doanh, là 4 người đó thì những người bạn bè của mình, gia đình, bất cứ ai. Và các anh chị nếu mà chưa biết chia sẻ như thế nào thì hãy hỏi cái người mà mời mình vào, hết bây giờ bước kế tiếp của tôi là cái gì. Nhưng mà các anh chị mời 4 người cùng tham gia với anh chị rồi sau đó mình tiếp tục cái gì nhé. Ở đây này, cái đây là những quyền lợi khi mà tham gia làm việc với Nu Skin. Đăng ký thì miễn phí, có thu nhập từ bán lẻ, giới thiệu người khác mà người ta mua thì mình cũng có tiền hoa hồng nè. Mình họ giới thiệu những người khác nữa, họ có những người khách hàng thành một cái nhóm rồi mình lại có hoa hồng từ cái nhóm nè. Mình có thể kinh doanh toàn cầu. Các anh chị nghĩ đi, một người ở miền quê, ngồi ở miền quê Việt Nam mà có thể có được một cái kinh doanh ở trên 55 quốc gia, tuyệt vời không ạ? Và mình có thể có được thu nhập ở khắp nơi, và có nhiều người đã làm điều này rồi. Và một người ngồi ở Mỹ giống như Thắng ngồi ở Oregon, mà bây giờ cái thu nhập của mình đến từ rất nhiều quốc gia khác, mà trong cái lúc mà họ liên lạc với công ty họ chẳng có liên lạc với mình đó. Rồi có thu nhập thụ động mỗi tháng, và sau đó thì mình có cơ hội đi du lịch miễn phí, đó là tuyệt vời. Okay. Và đây là những người sẽ hỗ trợ cho các anh chị này. Đây là đội nhóm gift, đội nhóm gift ở toàn cầu, đội nhóm gift ở bên Mỹ này, ở Mỹ này, ở Úc này, ở châu Âu này, ở Việt Nam này, ở Canada, thì đang có sự hỗ trợ khắp nơi. Cho nên anh chị tham gia thì anh chị sẽ được sự hỗ trợ này. Các anh chị không có cần phải là giỏi để bắt đầu, hãy bắt đầu đi, rồi nhiều người sẽ hỗ trợ cho anh chị và các anh chị sẽ trở nên giỏi. Okay. Cho nên các anh chị nhớ lại này, những cái giấc mơ của mình á, có thêm tiền, có thêm thời gian, có thêm cái thời gian để mà chơi với mấy đứa nhóc này, giống như là Đức Tin, giống như con của Thắng vậy, đúng không? Mình có thêm cái giúp đỡ người khác và thêm những cái mối quan hệ chất lượng, tại vì làm trong công việc này mình sẽ gặp được những người rất dễ thương, mình sẽ được nối kết làm việc chung và làm quen với họ.
mình cho con mình một môi trường là học hỏi tuyệt vời, mình có thể đến lại đi đồ chơi đó. Có nhà đẹp, có thể du lịch khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt đó là mình có cái tự do về thời gian và tài chính. Thì cơ hội New Skin nó đến, nó đã đem tới cái sự cái chất lượng cuộc sống cho hàng trăm người Việt khắp nơi và hàng ngàn người Việt khắp nơi, hàng ngàn gia đình thì đúng hơn khắp nơi, và nó đã đem tới cái chất lượng cuộc sống cho hàng chục ngàn người trên toàn thế giới. Vậy thì bước kế tiếp là do các anh chị bây giờ hay không bao giờ, cơ hội nằm ở trước mắt. Nếu mình không nắm bắt, nếu mình không hành động đó, thì 5 năm sau, 10 năm sau mình vẫn tiếp tục tất bật đi làm. Nhưng mà với cơ hội này, mình nắm bắt, mình cố gắng, mình phấn đấu, thì trong vòng 3 năm, 5 năm, nếu chậm là 10 năm, các anh chị sẽ không phải lo về thời gian, các anh chị không phải lo về tiền bạc nữa, thì sao? Cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào? Đương nhiên công việc nào cũng phải lo mà làm, chứ không phải miễn phí. Nhưng mà khi các anh chị cố gắng phấn đấu thì công việc này nó đem đến những cái giấc mơ này cho các anh chị. Vậy thì ngày hôm nay hãy liên lạc với người mà giới thiệu cho anh chị đó, để chúng ta cùng bắt đầu. Còn nếu không thì 5 năm, 10 năm sau mình thấy họ có cuộc sống, có được chơi với con cái, trong lúc đó mình vẫn tất bật đi làm, thì nó rất là tội nghiệp cho con của mình, đúng không ạ? Cho nên là các anh chị bây giờ hay không bây giờ, bây giờ hay không bao giờ, và các anh chị hãy liên lạc với người giới thiệu cái video này cho anh chị, để anh chị cùng nói với họ là hey, tôi muốn bắt đầu. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều, và chúc cho các anh chị thật là vui. Hẹn gặp lại các anh chị.